Anh em có nhu cầu mua hạc Free Fire, hạc Liên Quân, truy cập ngay shop laogio.vn. Đây là shop bán hạc chính thức và duy nhất của mình. Mọi hoạt động trên shop đều do mình đứng ra quản lý, vậy nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Do đây. Đến với cái video ngày hôm nay của mình thì mình cùng anh em sẽ cùng nhau đi phá đảo cái vòng quay thế tắc mới của chúng ta. Cái bộ trang phục có tên là Thích Khách Âm Dương. Đấy, hôm nay lại còn được giảm giá 30% nữa chứ. Thế này thì ngại gì mà không quất anh em nhờ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem qua trước. Gói đẹp nhất là gói Thích Khách Kim Long và Thích Khách Kim Hạc. Xong rồi Thiên Long này, Thiên Hạc này, Hắc Long này, Minh Hạc này. Những cái bộ trang phục nó mang đậm chất phong cách kiếm hiệp của Trung Quốc anh em ạ. Nhưng mà công nhận là đẹp thật. Mình thì mình thích nhất là cái bộ màu đen và bộ màu vàng. Có người thì thích bộ màu xanh, nhưng mà đấy là tùy từng người thôi. Bộ màu xanh thì cái mặt nạ nhìn nó khác hơn so với bộ màu vàng và bộ màu đen. Rồi, nhìn rất là ảo luôn. Thèm thì thèm thật đấy. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải đi úp kim cương cái đã. Chứ không có kim cương thì làm sao mà phá đảo được đúng không? Đây là cái shop của mình. Anh em nào mà có nhu cầu mua hạc Free Fire hay là hạc Liên Quân, hay là cũng muốn thử vận may về cái hòm kim cương, thì anh em có thể truy cập ngay vào shop của mình nhá. Shop của mình có địa chỉ là shoplaogio.vn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy trên màn hình. Và mình chỉ bán duy nhất ở cái shop này thôi. Không hề bán ở bất kỳ cái trang page hay là bán ở bất kỳ cái trang cá nhân nào nhá. Bạn nào mà thấy có ai đó lạ lạ nhắn tin mua nick với lại mượn nick là không phải mình đâu. Mình sẽ đăng nhập vào bằng Facebook này. Ok. Khi mà anh em vào shop thì anh em nhớ đọc kỹ cái thông báo cho mình. Đây, cái quan trọng nhất đây. Hòm kim cương anh em ạ. Để xem là hôm nay nhân phẩm của mình tới đâu, liệu rằng có bị lỗ hay không. Mình sẽ mua bừa vài cái đi, vì thật sự là trong đây chẳng biết là cái nào là cái nhiều kim cương, cái nào là cái ít kim cương. Chủ yếu hên xui là chính thôi. Hòm thứ hai này mình sẽ mua khoảng tầm chục hòm gì đó. Mình mua được hai hòm rồi phải không? Hòm thứ ba này hòm thứ tư này. Nếu mà anh em mua ạc ở shop của mình hay là mua kim cương ở shop của mình, nếu mà gặp bất kỳ cái trục trặc gì ấy, hoặc là gặp bất kỳ cái vấn đề gì liên quan đến ạc, liên quan đến nick, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp đến cái page ở bên dưới cùng của shop nhá. Mình sẽ giải quyết tất cả những thứ mà anh em thắc mắc ở trong cái page đó. Mấy cái rồi ta? Chết rồi. Bảo tính mua 10 cái mà không biết là mình mua được mấy cái rồi. Mới chọn bừa đi. Không biết là đủ chưa ấy nhở. Mọi người nhớ là cái shop của mình ấy thì anh em phải vào trực tiếp là shoplaogio.vn nhá. Chứ nếu mà anh em mà tra trên Google ấy thì nó sẽ sang một cái trang shop khác đấy. Xong rồi anh em lại vào kêu shop mình lừa đảo này kia. Rồi, có lẽ là mình mua đủ rồi.
mình sẽ vào lịch sử và mình đi check xem là được bao nhiêu kim cương. Nào, đến cái giây phút quan trọng rồi đây. Bắt đầu này. 132 phát đầu tiên. Ngon. 2000. Thơm rồi. Nữa không? 999. Như vậy là mình được 3K1 rồi. 1200 nữa này. 3K1 cộng với 1200 là 3K3, 3K4 gì đó. 85 này. 130 này. Được mấy hòm ngon xong lại mấy hòm tệ vậy ta? 136 này. 126 này. 124 này. Cái này thì không phải rồi, hình như là cái này là mình mua ở hôm trước rồi. Đây, từ cái này lên. Tính ra là được mấy cái ta? 1 2 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. 9 hòm anh em ạ. 9 hòm mà mình thấy nó cũng ngon ngon là nha. Để mình đi mình lên mình xem là được tổng bao nhiêu kim cương. Anh em mà muốn biết xem là được tổng bao nhiêu kim cương ấy thì mọi người chỉ cần vào cái chỗ mà rút mở dương kim cương này là sẽ biết là mình đang sở hữu bao nhiêu kim cương. Và cái chỗ đấy là cũng là một cái chỗ mà để anh em rút kim cương về ID của mình. Hiện tại thì mình đang có 5K2. Bây giờ thì mình sẽ đi rút về tài khoản của mình nhá. Chọn gói xong, nhập ID. Ở cái ô số điện thoại ấy thì anh em nhập cũng được mà không nhập cũng được. Đây, như vậy là cái yêu cầu rút kim cương của mình ok rồi, đang xử lý rồi. Mình sẽ rút tiếp này. Anh em chỉ có thể rút tối đa 950 kim cương một lần. Vậy nên là bạn nào mà quay được gói mấy nghìn thì phải gọi rút tới mấy lần liền. Đấy. Rút gói thứ hai thì gói thứ nhất đã xong. Còn 2K3. Một ca tư. Hơi mất công một chút, nhưng mà bạn nào mà quay được nhiều kim cương thì anh em chịu khó giúp mình nhá. Còn gói cuối cùng này, thực ra thì cái rút này không quan trọng, quan trọng là cứ quay được kim cương là sướng rồi. Đấy, như vậy là mình đã rút hết sạch luôn. Còn 30 kim cương, 30 kim cương thì không rút được rồi. Chúng ta trở lại với game thôi. Nào, bây giờ thì chờ sèn lên. Đã lên rồi. Mọi người nhớ là cái rút kim cương trong shop của mình ấy, nó hoàn toàn tự động và nó sẽ nhận được ngay khi mà sau khi mà anh em ấn nút thực hiện xong. Nếu mà anh em mà ấn rút rồi ấy mà khoảng tầm 5 phút sau mà anh em mà chưa thấy kim cương vào tài khoản ấy thì anh em thoát game ra vào lại thì sẽ thấy. Còn nếu mà không thấy nữa ấy, thì anh em cứ inbox vào page cho mình. Mình sẽ kiểm tra và hỗ trợ cho anh em. Không tới phút thứ 6 đâu. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi cái gì vậy? Vừa phát đầu tiên được luôn một cái bản vẽ. Sướng thế nhở? Đầu xuôi đuôi lọt đấy rồi. Ui, nữa này anh em này. Mới phát thứ ba. Ôi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Hôm nay chắc chắn là mình sẽ gọi là giành hết những cái bộ trang phục ở trong đây rồi. Mới mấy phát đầu mà ngon thế này cơ mà. Đấy, anh em thấy gì chưa? Hai bản vẽ rồi.
Mình sẽ quay theo hình thức là 1-1-3 nhé. Cứ 3 lần 1 xong rồi 1 lần 5. À, thế là phải là 1-1-5 chứ. Mình quên mất là mình lại nói nhầm sang 1-1-3. Đấy, đá này. Bé kim cương à. Chúng ta có tới 3 ô bản vẽ liền. Lại đá nữa này. Mình cần bản vẽ cơ. Đá giờ này không cần nữa rồi. Đấy, đúng rồi đấy. Bản vẽ như thế này là hợp lý đấy. 3 cái rồi. Như vậy là ít nhất thì mình cũng sẽ đổi được một trong hai bộ trang phục này. Kim hạc hoặc là kim long. Còn nếu mà không thì mình sẽ lấy được hai bộ minh hạc và hắc long. Rồi, bây giờ khô máu nào. Sau một hồi nín thở đập liên tục thì mình cũng được thêm một cái bản vẽ nữa rồi. Nhưng mà mỗi tội là hao đi hơn 3.000 kim cương. Tính ra là mỗi cái bản vẽ thôi mà mất hơn của mình 3.000 liền. 600 cuối cùng này. Hôm nay thì không có hy vọng để mà lấy được hết rồi. Tại vì là còn có hơn 600 kim cương thôi. Mà chúng ta phải cần tới mười mấy cái bản vẽ liền thì mới có thể nhận được hết tất cả mọi thứ đồ ở trong kia. Khốn ghê. May quá, được thêm một cái bản vẽ anh em ạ. May là mình còn được 5 cái. Còn mấy trăm kim cương thì mình sẽ quay nốt luôn để xem là có được thêm cái nào hay không nào. Ôi giời. Xong rồi. Phát cuối cùng này. Rồi, như vậy là mình đã quay hết 5.000 kim cương. Chính xác thì hình như là 5.003 kim cương. Mà chỉ được có 5 cái bản vẽ này thôi. Khá là buồn. Đẹp thì có đẹp thật. Mỗi tội là mặn quá. Anh em mà quay mà lấy một hoặc hai bản vẽ thì sẽ dễ thôi. Tại vì là để mà lấy được một hay hai bản vẽ, anh em chỉ cần quay mấy trăm kim cương đầu là ra. Nhưng mà để thêm mấy cái sau nữa thì đúng là mệt mỏi thật sự. Lúc đầu mình cứ tưởng là nó ngon lắm cơ. Ai dè. Không ngon như mình nghĩ anh em ạ. Mình sẽ đổi hai bộ hắc long và minh hạc. Mình sẽ chọn thêm một bộ màu vàng nữa. Nên chọn kim long hay kim hạc đây. Thôi, chọn bộ nam đi. Đấy. Ít thì cũng được một bộ đồ cam. À mình quên là bên dưới chúng ta còn một cái ba lô âm và dương. Đây, đổi nốt đi. Cái này thì không mất bản vẽ, chỉ mất đá thôi.
khốn thật sự. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi mặc và mình giờ view cho anh em xem nhá. Bộ nam trước đi. Đây là kim long này. Đấy, anh em thấy gì chưa? Màu vàng vàng như kiểu là Phật đấy. Đây còn bốc cháy như kiểu lửa lửa. Ui, nói chung là đẹp. Bộ trang phục này thì chắc chắn là 10 trên 10 điểm rồi. Anh em nào mà bảo xấu nữa thì mình cũng quỳ luôn. Này mà còn kêu xấu thì thôi. Đến cái bộ màu đen nó cũng đẹp cơ. Hắc long cũng đẹp. Anh em thấy không? Đấy. Mọi thứ đều đẹp. Mà sao nhìn cái mặt nạ nó cứ sai sai. Không biết là anh em có thấy cái mặt nạ nó đẹp hay không. Đây, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang nhân vật nữ và mình mặc cho anh em xem. Đấy, mặt nạ của nữ rất đẹp thế này cơ mà. Nhưng mà có vẻ như là cái mặt nạ này nó hơi anti lau da một chút. Rõ ràng biết lau da có nốt ruồi rồi mà lại không che đi, lại che cái bên không có nốt ruồi. Cái này là cố tình này, không phải là một sự ngẫu nhiên đâu anh em ạ. Chắc là cái ông mà thiết kế ra cái bộ trang phục này ghét nhân vật lau da lắm. Nghe bảo hình như là fan của Joseph hay sao anh em ạ. Joseph mà mang cái mặt nạ kia với cái tóc kia vào là quá bảnh như con gì. Nhưng mà thôi, kệ thôi, fan ai cũng được. Nhưng mà hôm nay mình hơi buồn vì là hơn 5k kim cương mà chỉ được có 3 bộ trang phục. Bây giờ thì mình sẽ vào mình cho anh em xem nốt cái ba lô. Ba lô âm và dương. Đây, chính nó. Âm và dương. Đáng ra là nếu mà mình cái tròn tròn phía sau có phải đẹp không? Tự dưng lại còn có một cái dính vào lưng. Level 3 nhìn nó to hơn, đẹp hơn. Nhưng mà dù sao thì mình thấy nó cũng khá là ok rồi. Rồi, như vậy là cái ngày phá kim cương của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì anh em cứ comment ở bên dưới nhá. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành. Bye bye.